Thưa quý vị, với việc giành vòng nguyệt quế ở cuộc thi quý 4, Nguyễn Đình Duy Anh, học sinh lớp 12A3 đã mang cầu truyền hình trực tiếp trận chung kết đường lên đỉnh Olympia lần thứ 21 về với trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An. Và trận chung kết Olympia năm thứ 21 sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV3 vào 8 giờ 30 phút sáng mai. Và trong ngày hôm nay thì công tác tổ chức tại điểm cầu trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu đã hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng. Tất cả đã sẵn sàng để tiếp sức cho hành trình leo núi của cậu học trò xứ Nghệ. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Và như quý vị có thể thấy phía sau lưng tôi, các thầy cô giáo, các bạn học sinh cùng với ekip của VTV đang luyện tập rất chăm chỉ để chuẩn bị cho điểm cầu diễn ra vào ngày mai. Cổ vũ cho bạn Nguyễn Đình Duy Anh ở trận chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21. Và chúng ta hãy cùng hòa mình vào không khí sôi động này nhé. Đối với các bạn học cùng lớp với Duy Anh thì đây là cơ hội để thể hiện tinh thần đoàn kết. Các bạn sẽ dành tặng Duy Anh những tiết mục đặc biệt, những băng rôn cổ vũ hết sức đáng yêu cũng như là món quà tinh thần ý nghĩa. Về phía món quà thì bọn em đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho Duy Anh. Đấy chắc chắn sẽ là món quà mà Duy Anh thích. Và em mong là món quà này có thể giúp cho tinh thần của bạn Duy Anh thật là tốt và có thể thi đấu hết mình trong trận chung kết. Và cách đây 2 năm thì trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, ngôi trường giàu truyền thống dạy và học với bề dày thành tích, cũng đã hết sức tự hào khi mà bạn Thế Trung, học sinh của trường đã trở thành nhà vô địch của đường lên đỉnh Olympia lần thứ 19. Chính vì vậy mà trong cuộc thi năm nay thì nhà trường đã chuẩn bị rất chu đáo để điểm cầu ở Nghệ An sẽ chuyển hóa thành sức mạnh chiến thắng cho cậu học trò cưng. Việc em Nguyễn Đình Duy Anh vào chung kết Olympia năm nay là một niềm tự hào lớn của nhà trường. Bởi vậy thì nhà trường đã kết hợp chặt chẽ với các sở ban ngành, làm việc tích cực với VTV. Và trong suốt một tuần qua thì nhà trường đã huy động em học sinh tập luyện hết sức chăm chỉ để có thể tiếp thêm tinh thần tốt nhất cho em Duy Anh. MC dẫn tại điểm cầu trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu là Khánh Vi, là cựu học sinh của trường. Và điều này chắc chắn sẽ làm cho điểm cầu ở Nghệ An càng thêm đặc biệt. Em cảm thấy vô cùng tự hào khi được quay trở lại trường và trở thành MC của dẫn điểm cầu cổ vũ cho Nguyễn Đình Duy Anh. Và các em chuẩn bị thì em nghĩ là mình chỉ chuẩn bị một tinh thần thật là tốt nhất để có thể gắn kết lại tất cả các bạn học sinh với nhau để có một cái tinh thần thật là tốt cổ vũ Duy Anh làm xuất sắc. Và đặc biệt là xem lại những cái chương trình và những cái cuộc thi mà Duy Anh đã tham gia và cảm thấy càng ngày càng tự hào hơn và chuyển hóa cái sự tự hào đó biến thành những cái lời động viên để mang lại động lực sức mạnh to lớn nhất cho Duy Anh. Duy Anh cố lên. Ngoài những phần việc có liên quan đến nội dung phục vụ cho điểm cầu tại Nghệ An vào sáng mai, thì ban tổ chức cũng đã tổ chức test nhanh cho tất cả các thầy cô giáo, các bạn học sinh cũng như là ekip thực hiện chương trình trong buổi sáng.